Nó bao gồm những loài chỉ ăn lá, cỏ, cũng như những loài ăn quả và hạt. Những loài động vật ăn cỏ mà chúng ta thường biết đến như loài voi, ngựa. Sống ở savan, đồng cỏ và rừng thưa. Nguồn thức ăn chính của chúng là lá cây. Keo mà chúng gặp ở độ cao mà hầu hết các động vật ăn cỏ không thể tới. Có một điều. Mà bạn không thể biết đó là lưỡi của hươu cao cổ cũng rất dài, càng gia tăng khả năng trong việc nạp năng lượng. Con voi. Voi là loài ăn cỏ lớn nhất hành tinh. Nguồn thức ăn của voi phụ thuộc vào môi trường sống. Những con voi sinh sống ở khu vực phía nam Ấn Độ. Zimbabwe sẽ thích ăn cỏ. Những gì...
các loại thức ăn được sử dụng trong chăn nuôi ngỗng gồm thức ăn xanh như rau, bèo, cỏ, củ, quả. Con bò. Ăn chủ yếu của bò gồm các loại cỏ tươi, rơm rạ, cỏ khô, thức ăn xanh thô. Bò là động vật nhai lại, mỗi ngày chúng tiêu thụ một lượng thức ăn khoảng 2,5% khối lượng cơ. Ah.